Xin chào các bạn nhé. Đến với Festival sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 3 được tổ chức ở quảng trường Nam Sơn. Tôi đến thăm nhà vườn Vũ Văn Thắng. Ông Vũ Văn Thắng là chủ tịch hội sinh vật cảnh Thanh Hóa. Vâng. Đây cho ông kính chúng ta giao lưu với ông Thắng. Vâng, chào ông Thắng nhá. Tôi được anh em trong làng chơi có giới thiệu là vườn cảnh của ông trưng bày ở Festival đợt này có rất nhiều những cái tác phẩm được đánh giá cao. Tiêu biểu nhất trước ông kính chúng ta đó là một tác phẩm si cổ. Vâng. Bây giờ xin phép ông, chúng tôi được đăng tải những hình ảnh bonsai nghệ thuật trong vườn ông lên công chúng để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Nhà vườn Vũ Văn Thắng, chủ tịch hội sinh vật cảnh Thanh Hóa. Thành phố Thanh Hóa, anh viết chữ thiếu chữ thành phố. Chào anh Tuấn nhé. Mình đang làm chương trình tí Tuấn ạ. Điện thoại 0913 352 109. Vâng. Anh Thắng làm một cái cổng nhà vườn nhưng rất là đơn giản nhưng ý nghĩa. Với lời chào quý khách, với những cái trang trí, những cái tác phẩm đẹp, cộng với số điện thoại, đây là cái nguyện vọng của Đỗ Văn Sinh đến với tất cả các nơi để chúng ta có cái cầu nối để giao lưu. Tác phẩm đầu tiên tôi muốn ghé thăm đó là một cây si cổ. Cuốn video trước Đỗ Sinh đã đề cập đến tác phẩm si cổ rồi. Lần này tôi cũng chỉ bình luận qua thôi. Một cây si cổ mà với đánh giá của nhiều người cũng không thể khẳng định nó là bao nhiêu năm được. Nhưng mà chắc chắn cái tuổi của cây không thể dưới 100 năm. Qua cái hình bóng của bệ rễ trải dài ra phía sau của tác phẩm, chúng ta cảm thấy một cây si tại cái thời điểm này, qua những cái phóng sự của Đỗ Sinh, tôi rất là ít gặp những cái bóng dáng của cây si lớn đẹp như vậy. Chủ nhà vườn đã tạo lên những cái bông tán tầng tầng lớp lớp tản vân rất là tuyệt vời. Vâng. Với cây si cổ này ở cuốn video cách đây một tuần khi bước vào dự cái buổi khai mạc, Đỗ Sinh đã bình luận rất nhiều. Chúng ta chuyển tiếp sang cây xanh long được đối diện qua cổng chào. Mưa dày quá rồi, có khi phải vào trú đã anh ạ. Xong tí mình ra mình quay tiếp nhé. Vâng, phải nói có được những cái tác phẩm xanh long với cái tuổi đời cao và bóng dáng rất là cân đối như thế này, nhất là phần bệ, tất cả đã thành một màu vàng óng, và đó là màu đặc trưng của những cây danh xanh, dòng xanh Nam Điền, với màu da màu đồng và vỏ mốc xù xì như thế này, với cây bệ đá thấm thủy, đó là cái loại đá dưỡng nước rất tốt cho cây. Nhiều năm nay rễ đã bệt dẹt,
nhìn rất là sướng. Vâng, khi tôi sử dụng đến ống kính đã phải đứng ở phía dưới tán lá, kể cả từ tay một để ngửa ống kính lên. Tất cả phần tay bông của tán lá là hoàn toàn ở phía trên đầu chúng ta. Như là một cây cổ thụ rất là đẹp. Một cây xanh long với đầy đủ các yếu tố cổ kỳ mỹ. Thân côn bệ đẹp, cái độ côn giật theo từng nhịp của tay 1, tay 2 và chuyển 3, 4 rất là hợp lý. Lấy từ xa một lần nữa để các bạn được ngắm tác phẩm xanh long cổ của nhà vườn Vũ Văn Thắng. Vâng, cũng nói về những cây xanh long của vườn cảnh ông Vũ Thắng, chủ tịch hội sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa. Chúng ta đã thấy một cây tầm nhỏ hơn một chút, nhưng mà về cái nét tuổi già và những cái tay đưa ra rất là bay, với cái bóng dáng tổng thể còn đẹp hơn cả cây kích thước lớn hôm nay chúng ta ngắm. Cái tay hai khi anh đã tạo được nó bay ra xa để tạo thành những cái bóng tàn vân rất là tuyệt vời. Nếu mà tôi lại bảo cây này của tôi được không? Được. Cái đó là tất cả anh Thắng và chúng tôi đều mơ ước anh ạ. Khi anh khó lắm, cây là của ông Thắng nhưng mà ông Trung chứng nhận là của ông kìa. Nhưng mà khi anh chụp lên anh nói là cây này của tôi, chúng tôi rất tự hào. Vâng. Bởi vì có những người đã chấp nhận cái cây của mình quá đẹp và nhận là của người ta. Chứ nếu cây xấu anh có nhận không? Anh có nhận là của anh không? Và chúng ta đang quan sát cụ thể hơn cận cảnh một cái bệ xanh rất là đẳng cấp như này. Không phải nhiều đá, số lượng đá chỉ là xen kẽ, rất hài hòa để phô được ra những cái đường nét rễ với cái màu của rễ với màu của đá đã lẫn vào nhau. Ở cái vị trí cây tử ở phần bụng của cây xanh giáng long, một cây tử mà chúng ta nhìn thấy cũng như là một cái tác phẩm bonsai rất là kỳ công nghệ thuật, cũng nổi u sụn và những cái đường nét, những cái chấm mốc địa y lên tại ngọn luôn. Vâng, tôi đổi sang hướng bên kia để các bạn xoan gát kỹ thêm phần gốc bệ và để lấy cái bóng dáng tổng thể một cách trọn vẹn hơn. Với cái hình ảnh bên này, tác phẩm xanh lại nhìn đẹp hơn bởi vì toàn bộ phần tay bông đã được in trên nền trời. Rất tuyệt vời. Và trước ống kính chúng ta là bóng dáng tổng thể của một cây xanh long rất là đẳng cấp với hình ảnh của ông chủ tịch hội sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa, Vũ Thắng. Tôi chụp làm cái ảnh bìa kỷ niệm cuốn video này. Xong rồi anh ạ. Vâng, nói về những cây xanh long tầm lớn chúng ta đã vừa được thưởng thức, thế bây giờ đến những cây xanh tầm nhỏ với vóc dáng cũng rất đẹp. Vườn cảnh Vũ Thắng là một trong những vườn cảnh mà được nhiều người đánh giá
ông Vũ Thắng có cái đam mê, có cái thời gian làm và chơi cây cảnh nghệ thuật ở địa bàn Thanh Hóa nhiều năm nay, là những người trụ cột, những người rất là gương mẫu trong công tác của hội. Với trọng trách là chủ tịch hội sinh vật cảnh thành phố, ông luôn cố gắng hết mình, hòa đồng đoàn kết cùng với anh em. Festival lần thứ 3 được tổ chức dịp này tại quảng trường Lam Sơn, thành phố, hội sinh vật cảnh tỉnh đã giao hoàn toàn cho các anh ở hội sinh vật cảnh thành phố đảm nhiệm. Chúng ta lại đến tiếp với tác phẩm Xanh Song Thụ. Vâng, một tác phẩm Xanh Song Thụ mà mới cái phần bệ rễ nổi cộn lên như thế này. Hai thân của song thụ rất đều nhau và dẻo đối xứng theo cái đường lượn rất là tuyệt vời. Ánh sáng nó hơi yếu rồi nhưng mà cũng vẫn quay được đấy. Mình sẽ quay xong cái vườn này là gọn. Vâng, chúng tôi cũng chưa kể hết với các bạn được những cái tác phẩm xanh long rất là đặc biệt của vườn cảnh Vũ Thắng. Đây là một cây xanh long cuối cùng trong cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những tác phẩm sau, ở những cuốn video sau. Cây xanh long cổ này thì khác với hai cây xanh trước, đó là những cái tán đĩa. Nhưng về vóc dáng, kích thước cũng tương đối lớn và đường nét nghệ thuật cũng như là tuổi đời của cây cũng không thua kém gì cả. Vâng, đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video thứ nhất giới thiệu với các bạn vườn cảnh ông Vũ Thắng, hội sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa, để chúng ta chuyển tiếp video sau. Một số những tác phẩm còn lại được trưng bày tại khu Festival.